Kiếm bài mới nữa để nuôi chơi. Sẵn thì cũng có một số ít quý vị và các bạn hỏi mình là mùa mưa ấp cách nào, thì mình sẽ quay cách mình ấp luôn để đăng lên kênh luôn. Xin chào quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn đang xem thì mình vừa mới làm xong một cái chỗ để nuôi cặp chim cút đang sinh sản, mà mình tự mua trứng ngoài chợ về mình ấp tại nhà. Không cần máy thì mấy em nó nở rất là nhiều con luôn. Mình tặng bớt là mình giữ làm một cặp để nuôi kiển chơi à. Thì hôm nay em nó đang đẻ lai rai. Lý do mình làm cái thùng này á, là do hôm nay là khu vực mình đang ở nó rất là mưa luôn. Mình nuôi cặp chim cút đó thì nuôi ở lần trước á, không có mái che, với lại mình nuôi trong cái lồng sắt á, thì bị mưa tạt dữ quá, mình có đẩy trên không mà. Thì mấy em nó ướt quá lạnh sợ nó chết nên mình mới làm cái thùng giấy này. Vật dụng thì hiện tại thì mình sử dụng ở nhà không à, mình không có đi mua hoặc là đi xin gì hết. Thì mình lấy cái thùng giấy bề ngang 40 bề dài 60. Đối với một cặp chim cút mà sống rầy là rất thoải mái rồi. Đây thì mình dùng cái chai dừa. Nước ngọt, nước suối gì cũng được, nếu quý vị có gì xài đó. Quét một lỗ này để đựng nước cho em nó uống này. Quét cao cao lên để mấy em đứng không có bơi được, không đổ nước ngoài. Đây thì đựng thức ăn. Dưới cái đáy này thì mình xài đấy hai lớp, một lớp của cái thùng rin và mình cắt thêm một cái thùng giấy riêng nữa, mình lót đây thành hai lớp. Còn trên đây thì mình lót thêm một lớp vỏ nữa để lỡ nó nước nó có nhiễu ra ngoài thì ướt trên đây. Mình thấy này, giờ mình sẽ bắt cái cặp chim cút của mình vào. Làm lấy cái thùng này á, thì mình đem mấy em này vào trong cái máy hiên mình nuôi được, nó vừa gọn sạch sẽ nữa. Đây giờ em mới bắt vào hồi sáng nè, nó đẻ được trứng rồi các bạn này. Đây là con chim cút trống nha, hiện tại giờ nó rất là ốm, hơi ốm rồi, đập mái quá ốm luôn, bớt ăn không ăn ốm luôn. Đây là em chim cút mái nè, đây rất là mập luôn, về con này rất là mập luôn. Nè, đây là cái trứng em nó đẻ nè, đẻ hồi nào mình cũng hay lắm, đang tìm nước uống đó. Thùng này thì mỗi lần trời mưa mình bắt vô dốt đây nè, cực quá nên giờ mình làm cái thùng bự luôn, mình nuôi ở trong sân mình luôn, có mấy hiên luôn. Còn cái thùng mà mình cái lồng bằng sắt mà mình mua ngoài chợ, cái lồng mà các bạn hay ra chợ thấy cái lồng bằng sắt vuông vuông nhất đó, thì mình cho đẻ còn trước nữa, mình làm kiên cố còn trước luôn à, đâm ra không có dời được, chỉ tre ở trên thôi mà. Với lại trời mưa hoài thì ở dưới nó ướt á, nó sình lầy nhìn nó dơ lắm, mấy em cút là ướt te tua luôn, lẫn những lúc nào mà đi đâu hoặc về không kịp rồi. Còn cái này là thường thì ở dưới này mình sẽ là như trong kênh mình thì mình cũng đăng rất là nhiều nhiều cái cách để mà lót ở dưới đây rồi. Thường thì mình dùng cắt khô, nhưng mà do là trời mưa quá thì mình không có cắt khô, mình dùng tạm cái mùn cưa. Cái này gọi là cái gỗ vụn như quý vị. Đây cái này thì mình đi mua, thường thì quý vị ở cái xưởng gỗ thì xin nó cho. Còn cái này là mình mua là mấy chỗ mà là thú cưng nuôi gì hamster, chuột hamster gì đó, mua cục 25 ngàn cục, nó rất là bự luôn mà nó ép cứng lắm quý vị, chỉ cần một cục nó bề ngang, nó bề dài nó 2 gang, bề ngang 1 gang, nhưng quý vị chỉ cần bẻ một cục vậy thôi là tự nó nở ra, nên nó ép cứng. Đây là cái trứng của nó đó.
Quý vị và các bạn mà thích nuôi chim cút thì vào kênh mình sẽ có rất là nhiều cách ấp trứng chim cút nha. Chim cút mình thì mình bắt riết mình ra mình cho ăn, thường nó rất là dạng luôn nè. Đó, nó không có bay nha. Đây cánh của nó là lông nó vẫn rất dài nha. Đó, mình không có cắt cánh nha, để không quý vị và các bạn nói mình cắt cánh rồi nói là quay rồi sao rồi nó không có bay. Quý vị nuôi con gì cũng vậy, bắt thường xuyên nó dạng đó nè, đây dạng cái cánh lớn của nó đó nè, một cánh một bên này đó, bên đây nữa nè đó, thấy không? Có người nó gãy cái cánh này đó, gãy lông giống cái cánh này đó, không để mình lấy con này luôn. Không quý vị và các bạn nói là mình xạo, có nhiều quý vị và các bạn xem mình thường thì sẽ biết, còn như nhiều quý vị và các bạn bây giờ có mình chạy lâu lâu xem thì nó mình xạo đó. Con này khó bắt kìa nè. Chạy nó kệ nè. Cặp này thì mình nuôi cũng lâu lắm rồi. Bữa giờ con này sao thấy ít ăn, nó ốm, nó già rồi sao. Con này thấy mập ú luôn. À, cục ức ở dưới là biết nó mập rồi nè. Phủ nguyên cục thịt luôn. Đá. Để trứng đó, bươi đá. Sáng giờ thì mình dốt ở trong cái thùng đây nè. Nhốt sáng này luôn, mà mưa sáng giờ mà thường thì trời mưa cái bắt bỏ trong đây rồi tành tành này đem ra, ban đêm thì mình quấn hết cái lồng sắt luôn, còn ban ngày thì mình chỉ che ở trên thôi. Đây thức ăn của nó đây, mình cho ăn cám, cám gà con á, vịt con cũng được quý vị, và lại chỗ thức ăn là mua bán nói là bán thức ăn gà con đó bạn. Mới làm xong nên chưa có mua đồ bồi bổ cho em này. Mưa quá sáng giờ dốt trong đó thì mấy em nó buồn, nó không bơi được, giờ đem vô đây bơi giùm đã. Đây là những em chim cút mình mua trứng về nhà từ ấp nha quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn không tin thì vào trong kênh mình á, đợt vừa rồi thì mình cũng mới ấp xong mà mình đăng lên á. Cho mấy em ăn đã rồi mình mới cho uống nước. Thường thì quý vị chưa cho ăn bỏ nước vô là nó uống trước rồi, nó khát nước, khoái nước rồi. Như nãy thả vào là nó uống nước rồi đó, nên cho ăn trước rồi cho uống nước sau. Nhưng mà chim trống đã không mê luôn. Một cái thùng giấy vậy thì quý vị và các bạn có thể dùng tới 4 tuần mới thay thùng giấy nữa. Nếu mà sạch sẽ cũng khỏi thấy được nữa quý vị và các bạn, chỉ cần thay ở dưới đây thôi nè, lật cái lớp lên là hốt cái này. Cái này là lất rất là lâu nè, cái này là xài tấm cả tuần lễ không có bị hôi và gì đó. Cái này tác dụng á là để cho quý vị khi mà con chim cút nó đi phân ra ngoài á là nó hay có nước thì nó sẽ rút nước vào luôn. Thường thì mình dùng cái cát khô, cát khô cũng vậy, nó rút nước vào, nó chứ còn phân không mà phân nó khô lại thì nó bươi riết, thì nó trộn trong đây thì nó cũng sẽ không có nghe mùi hôi nữa. Quý vị và các bạn nào ở thành phố á, nuôi theo cách của mình là nuôi kiển rất là ok luôn, không có nghe mùi hôi và lại sạch sẽ nữa, và cũng không cần mua thùng sắt, làm như thùng giấy mình này là ok. Nếu như thùng giấy này mà quý vị lại tiệm tạp hóa mua thì cỡ 2.000 thùng rồi, còn như cái già mình bán tạp hóa rồi thì mình đâu có phải đi mua, mình làm rất là nhiều. Bươi mà giờ cái này như mình cắt nó hơi cao không mà để cho nó không thì em nó ăn bươi đổ đây hết rồi. Phải là một thì cắt hơi cao, mình để thức ăn cũng hơi ít nữa. Đây, trứng đã không, trứng giờ bự chảng luôn. Cái cặp chim cút này của mình nó không tự ấp nha các bạn, muốn ấp phải làm mấy chế mới ấp được, nhưng mà chế ấp mà cái trứng này là gọi trứng lạc nè, trứng cút lạc nè, y chang trứng vịt lạc đó, ấp này rất là lâu luôn á, và cách ấp nó cũng rất là cực, nó phải canh chế cái máy, phải có trong đó phải có chén nước này làm chế, còn mình mua thì nói chi nữa, đèn. Còn như mà quý vị và các bạn ấp theo mình á, mà cái cách ấp trứng cút lộn người dễ lắm, về cái giữ ấm mà. Mai mốt thì mình chắc cũng sẽ mua thêm 30 trứng nữa về mình ấp cái bầy mới nữa.
hai em này cũng già cỗi rồi, kiếm bầy mới nữa là để nuôi chơi. Sẵn thì cũng có một số ít quý vị và các bạn hỏi mình là mùa mưa ấp cách nào, thì mình sẽ quay cách mình ấp luôn để đăng lên kênh luôn. Giờ mình sẽ cho em uống nước này. Khoái nước lắm, giờ vô nó uống mình tắm mê luôn. Chắc chiều nay mình đi chợ mình cũng mua ít trứng chim cút về nữa, mình ấp kiếm bầy nữa nuôi. Trống nó ốm, gió uống mê. Ở dưới này thì mình khuyên quý vị và các bạn nên dùng cát khô đi, có giúp đỡ tốn tiền nữa. Mà những em chim cút này nó lại khoái cát, nó sẽ ăn vô những chất này bỏ trong bao tử nó rất là tốt. Uống mè, uống vọc rồi. Thôi video này cũng dài rồi, mình xin kết thúc tại đây. Hẹn quý vị và các bạn video sau. Giờ thì mình để trước cái máy hiên này, nó có máy hiên nó đỡ rồi, dễ chăm sóc rồi.